Cửa hàng audio Bãi An Giang xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những chiếc radio cổ. Chiếc radio cổ. Đây là những chú, các chú, các bác mà khoảng 6-70 tuổi thì gặp những cái này thì chắc sẽ rất thích. Con đầu tiên là con đứt nồi luôn nha, ITT. Còn thứ hai là con Rindit, hay anh em gọi là Duin. Thì dòng Rindit là cái dòng radio huyền thoại của Đức luôn, phải nói là huyền thoại luôn. Hệ thống đài là Rindit, là nó như trầm Rindit hay Fidit này nó. Còn đây thì nó có băng luôn. Thứ ba là con Philips nha. Nói lên đài thì Philips với Randit thì đời đại Đức. Thì các bạn cũng đã biết cái đài Đức thì nó sẽ ưu điểm hơn cái đài của Nhật như thế nào. Tại vì Nhật họ chỉ xài tới cái tần số là 90 thôi, còn Đức thì nó đến 108. Cho nên anh em sẽ bắt full đài Việt Nam nha, full đài Việt Nam. Anh em lưu ý mua những con đài Nhật, anh em mua đài Nhật thì nó cũng tầm tầm tiền, nó gần bằng cả Đức luôn. Nhưng mà nghe thì có 90 đến 90 nghe được có 1-2 đài à. Còn anh em mà mua được những cái đài Đức như thế này, anh em nghe được tất cả các đài Việt Nam. Anh em nghĩ xem cái nào nó sẽ hay hơn. FM 108 mà có thể là nghe tất cả các đài Việt Nam. Rồi, bây giờ em sẽ test cái đây, nó có nút gạt chế độ AM FM đây ha. Còn này thì nó hát được FM thôi. FM không là đủ tiền anh em. Tại vì cái AM của nó, cái tần số nó không hợp với mình. Nếu mà giai đoạn muộn. Bên cạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất cho công nhân viên chức lao động, các luôn cơ ta. Quan cơ mắt hải quan thành phố cũng thường xuyên tổ chức hoạt động văn hóa hội thao, tạo điều kiện để mọi người vui rất chơi là nhiều giải đài trí. Không? Nếu anh em mua con đài Nhật, anh em nghe đài được có tới số 90 này là rồi nè, anh em không thể qua được. Còn con này nó qua được nè. Công nhân viên chức lao động tỉnh, rất là nhiều đài liên hay đoàn luôn. Lao động anh tỉnh em lưu ý nha. Trong độ tuổi sinh đẻ để lại hậu quả nghiêm trọng. Quá nhiều đài hay luôn mà anh em. Chuyện của mà Đàm Thị. Rất nhiều đài, rất nhiều đài hay. Anh em lưu ý nha, anh em lưu ý cái chỗ đó. Do đó giá của những con đài Đức thì nó sẽ luôn cao. Mình sẽ bật xuống táp cho anh em nghe băng nha. Đây, cũng băng sẵn đây nha. Đầu tư lâu ngày mình cũng không vệ sinh đâu, mình để vậy mình hát luôn đấy. Đây, hát tốt luôn. Con này còn rất đẹp nha, em chưa có lau chùi gì đâu. Dòng điện nó sẽ dùng là dòng điện 220 luôn nha. Ưu điểm đại đức là 220 luôn. Con đỏ trắng là bố em và bóng anh. Rồi, như vậy thôi nha. Thì
Con này thì giá nó sẽ là 2.800.000 đồng. 2.800.000 đồng. Em đã giảm rất nhiều đấy. Hôm trước bán con này 3 triệu mấy, em giảm cho anh em lấy luôn 2.800 thôi. Rồi chúng ta sẽ qua với con. Những con này thì nói chung em chỉ thử test băng hát tốt thôi, chức năng khu phát thì em không test. Thì anh em về thử test nha, con nào mà hát được thì chắc nó sẽ thu được thôi. Nói chung ghim dây nguồn vào nha, nó xài nguồn 220 luôn. Cái con này nó rất nặng nha, mấy ký luôn đó. Anh em thấy cái chất của cái đại bên bếp như thế nào, cực kỳ chất luôn ha. Bởi vì người ta rất thích. Đây nè, đây nè. Đây nè. Vô. Thiết bị của Geo Orbital có thể thay thế bánh trước của xe đạp với các kích cỡ bánh xe là 26 inch, 28. Này luôn mà cái bánh này là nguyên cái máy ở trọng. Hiểu rồi. Chỉ cần thay cái bánh thôi. Con cần là cũng gọi là con. Giảm xuống. Đó là khi mình có thai cái nội tiết nó tăng lên và nó làm cho. Nhật ơi, chúng ta gái kiều trò chuyện với khách mời trong studio nha. Studio mở ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị hãy cùng lắng nghe một cách cách bạn 783.600 người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và gần 177.500 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao. Có vô cùng dễ bao la những trái tim hồng. Dạ, là ở trong vẫn còn trong sau khi mà trẻ điều trị rồi, ngoài cái việc là chú ý chế độ dinh dưỡng cho này, trẻ ép em này qua ai. Con này bắt cực kỳ nhiều đài luôn. Bây giờ em sẽ test cái chức năng táp nha. Cái này anh đem gạt cái nút này lên thế này, nó học nó sẽ bật ra. Đây, ăn lầy ha. Trời mưa chỉ là buồn chúng mình thêm. Trời mưa chỉ là mưa. Bấm xì tóp mới xả được nha anh em. Đã về vùng đã xanh xinh, trên mơ tầm mọc trong theo tình yêu nghe đã buồn thiêu. Con này còn cực kỳ đẹp ha, đúng chất cổ luôn. Có cọng dây này giống như những có những của anh mấy anh lính hồi xưa nên phải đi đánh trận. Đây nó có dắt 5 lỗ luôn nha. Con này chưa vệ sinh đẹp như vậy. Nó có cái la bàn đây luôn nha anh em. Đây. La bàn luôn nha. Theo thời gian đã vơi
Cái này vừa chức năng như la bàn mà vừa là hiển thị pin hay gì. Con này cũng nói chung là nó như vậy có pin anh em ơi. Pin. Con này tẩm chất cổ nha. Rồi con này hôm nay thì em sẽ bán với giá 3,5 triệu thôi. Kích thước thì nó khoảng 32, cao thì khoảng găng tay, cao một găng tay, chiều ngang là nó khoảng 34-35 quá. Khoảng 32-33 đó anh. Con này cũng vậy, kích thước cũng bằng luôn nha. 3,5 triệu, con này giá 3,5 triệu nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua con số 3. Con này cũng đời Đức nha, ITT, một hãng rất nổi tiếng của Đức. Con này thì kích thước nó nhỏ hơn, nó khoảng 24-25. Mà con này mới đúng là vô này, gọn như thế này. Con này thì cái cây anten này nó bị gãy rồi, nó còn dính ở trong nha. Đây thì bạn em có thể chế nha, dễ thôi. Thì em chỉ bán như vậy thôi. Chúng ta bắt đầu. Nói gì đi tình yêu hơn. Cho phải đi buồn bã, những hạt mưa nhẹ rơi ưa. Mắt những sao trên mọi nơi, mong anh mỗi đêm không gian lạnh lùng cô đơn trong vòng. Vòng nụ cười ngày xưa khi anh chợt khai anh yêu tên của em. Từ lâu người lớn lên. Cho tới thời điểm này, để cho Võ Văn Lâm lúc nào cũng xem đó là động lực để mình cố gắng và mình phấn đấu. Anh em thấy cái đại đức không? Ăn tên ăn gì cũng không cần đâu. Cái giải thưởng thật sự như là nếu mà anh em gắn vào thì nó sẽ tốt. Nhớ là hồi xưa toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long sao hát xa bình thường. Cổ này là nổi tiếng đó. Bây giờ thì mình thấy là tài Đức sống cực mạnh lên em, thấy không? Chỉ ở nhà thôi, lắp tốm lồi ra trách kìm trên nàng rào liệt. Rất nhiều đài luôn. Không? Anh em nếu mà mua đài Nhật thì nghe được có hai đài xong FM. Những cái đài FM nó sẽ hay hơn những cái đài AM. Anh em lưu ý nha. Mà anh em nghe mà FM được có hai đài thôi xem như vứt đi rồi. Không cần đâu, vứt đi đi. Nghe chán lắm. Những cái đài hay là đài của FM. AM nên cho vui thôi. Cực kỳ nhiều đài luôn nha. Đức nha. Tháng đầu tiên không ạ? Hay liên quan đến chuyện gia đình và ông cũng kể cho em một câu chuyện. Những cái đài hai em ha, cái nội dung học ở nước ngoài lấy một bản học cùng lớp ngoài, ngày xưa của học ở nước ngoài Bắc thì không biết thế, với nhau cái sở thích thế nào thích, nhưng mà trong Nam này đó, em thấy đa số 100% luôn anh em. Nghe em không à? Không ai nghe em đâu. Không hiểu sao chúng nó chia tay, không thấy chúng nó đánh nhau, không thấy chúng nó mắng nhau, thấy chúng nó vẫn hòa. Và trong cái bối cảnh đó để biểu diễn như thế nào để cho khán giả mang khán giả nhiều đài luôn. Cùng lực tiếp sức cán bộ chiến sĩ nhân dân. Con này thì em sẽ bán với giá là 3,000,000 đồng nha, 3,000,000 đồng. Thôi con này em bằng cũng bằng giá với con Philip này thôi nha, 2,8 thôi, 2,8 nha bà con. Khả năng của mình hãy nhấn hưởng ứng phát động. Con
con ITT này và con Philips này thì giá nó sẽ là 2.8 triệu, còn con Duin Rendit này sẽ là 3.5 triệu. Con này là cổ, hình như chính xác em xem luôn thông số của nó là sản xuất vào năm 1973. Còn con này cũng là đâu 1975 ấy. Hai con này cổ nha. Còn con này sau này nó 80 mấy 90 gì rồi, nhưng mà nó cũng là Philips, hãng của Philips, cho nên anh em không phải nghĩ nha. Rồi, cảm ơn toàn thể anh em đã theo dõi. Anh em nhớ đăng ký kênh để xem những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio Bản Nhân Gian. Anh em nhớ nhấn hình cái chuông để những cái sản phẩm mà mới nhất em đăng tải lên thì anh em sẽ xem được, sẽ là người xem đầu tiên.